Thúy và Alex mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Alex và Thúy. Thúy mến chúc tất cả các bạn một ngày thật là tốt lành. Hôm nay Thúy có đi đám cưới và Thúy có chia sẻ một số phong tục của đám cưới Việt Nam cho Alex nghe. Thì Alex thật là bất ngờ khi mà nghe về văn hóa cưới của Việt Nam mình. Đám cưới mà Thúy tham gia là đám cưới của một người anh họ, nên Thúy đi 2 ngày. Một ngày là bên nhà gái, còn một ngày là bên nhà trai. Alex nói là ở Mỹ thì đám cưới chỉ diễn ra có một ngày thôi, nên khi mà nghe Thúy chia sẻ về đám cưới Việt Nam diễn ra 2 ngày như vậy thì anh ấy cũng khá là bất ngờ. Thúy nói xui xui lỡ mà tụi mình cưới nhau thì tụi mình cũng chỉ làm có một ngày thôi. Tại vì ông cũng đâu có họ hàng gì ở Việt Nam đâu mà làm 2 ngày. Thúy kể thì thông thường đám cưới Việt Nam mời ít nhất cũng khoảng từ 200 khách đến 300 khách, còn nhiều thì cả ngàn khách. Alex nghe Alex hết hồn. Alex nói trời ơi, mời 300 khách là ở bên đây là cả một gia tài luôn đó. Thúy mới nói ủa vậy hả? Còn bên Việt Nam này những gia đình nghèo nghèo người ta vẫn mời 300 khách, 400 khách là chuyện bình thường luôn, đâu có một nguyên gia tài gì đâu. Cái ông nói thôi có bạn cũng là một gia tài của tôi rồi, giờ có đổi gia tài này lấy gia tài kia thì cũng chẳng sao. Thúy lại chia sẻ cho ông về cái áo truyền thống của nước Việt Nam mình á, cô dâu chú rể mặc á. Cái ông lại bất ngờ nữa. Ông hỏi, ủa vậy mình bắt buộc phải là mặc màu đỏ hả? Tại vì cái hình Thúy gửi cho ổng á, hầu như là màu đỏ. Mà ổng biểu là ổng mới thích màu đỏ. Thúy nói thì nếu thích màu vàng cũng được. Nếu mà thích màu vàng thì mặc màu vàng, màu trắng thì mặc màu trắng, đâu nhất thiết là phải mặc màu đỏ đâu. Đúng là khi quen một người ngoại quốc thì hai bên đều bất ngờ và thú vị về việc khám phá văn hóa của nhau. Cái gì nó cũng khác xa nhiều quá. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu và học hỏi về văn hóa của nhau. Thúy cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Thúy và Alex. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.